Vâng, xin chào các bác, kênh Kim Xe Đạp. Hôm nay sẽ giới thiệu các một chiếc dòng xe dòng Touring có giảm tốc đến từ thương hiệu của Kita. Và mẫu model chiếc xe là Kita XTA 890 các bác nhé, 27,5. Sử dụng cấu hình của Shimano. Đây là một mẫu xe chỉ tầm dưới 6 triệu thôi. Các bác có thể sở hữu một chiếc xe rất là chất lượng, có giảm tốc. Và bây giờ sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và chiếc xe có tông màu chủ đạo là tông màu đen, điểm nhấn là những màu trắng vàng xanh trên khung. Với mẫu xe này em đánh giá trên 90% về độ mới thôi nhé. Em sẽ lướt qua tổng thể kiến trúc, bức sơn của xe. Vâng, các bác thấy thì chiếc xe rất ít những vết xước, đánh giá mới trên 90%. Đây là website chính hãng của xe Kitabuy.com. Xe trang bị yên rất là êm quá nhé. Vâng, đây là mẫu Kita ATX 890. Có thể lên Google search thêm chiếc xe này. Được trang bị cấu hình của Shimano. Như các bác thấy lip, lip của Shimano các bác nhé. Lip 8 tầng, lip đen. Và phủ đề của Shimano Asus. Sau đây là bộ phanh đĩa cơ. Nạp điện của Shimano Asus các bác nhé. Chiếc clip còn rất là mới. Rất là ít đi từ thương hiệu Kita. Bộ đùi đĩa 3 tầng. Phía bên trên đây thì các bác có thể thấy xe ở trên được sử dụng bộ tay bấm cả của Shimano 8 tầng và 3 tầng bên tay đĩa cho xe 24 tốc độ. Và một thanh đĩa. Nguyên bản theo xe được trang bị bộ giảm tốc. Tóc của một số tem. Và đây là phanh đĩa. Cùng với khóa giảm tốc yên. À, còn khóa giảm tốc. Vô để khóa sóc khi các bác không cần thiết sử dụng sóc này. Để mở ra. Bây giờ tôi đi vào đo chiều cao không đứng của xe. Xe có chiều cao không đứng là 44 các bác nhé.
A156. Vâng, và chiếc xe này phù hợp các bác từ 1m63 đến trên 1m7, 1m75 đi của chiếc xe này. Vâng, bây giờ là chuyển động với 8 tầng lít của Shimano lên lít. Và Meyer của Shimano luôn gấp nhất. Phía tay phải một đùi đĩa 3 tầng, một gạt đĩa của Shimano Antut. Rất là tốt. Vâng, và chỉ có 5.8 triệu có thể sở hữu chiếc xe đến từ thương hiệu của Sita XTA 890, xe có giảm sóc và bộ group chuyển động của Shimano Antut. Chiếc xe các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem hình ảnh chi tiết của chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh kia xe đạp và nhớ chiếc xô để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đạp có tại gần em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác theo dõi video.